Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 4. Cái chiếc vòng đeo tay thông minh này thì mình đã sử dụng được trong vòng khoảng hơn một ngày. Mình nghĩ là đây cũng là cái thời điểm đủ để cho mình làm bài đánh giá chi tiết về cái vòng này rồi. Đấy, bởi vì là có một số những điểm nó khá là tương đồng với Mi Band 3. Đấy, hôm nay thì mình sẽ nói luôn. Đầu tiên, trước khi nói về cái sản phẩm này thì cái điểm mà mình thích nhất ở trên Mi Band 4 so với cả Mi Band 3 đấy chính là cái cục sạc cái đã. Đấy, cái sạc này của nó sạc rất là dễ dàng, nó dễ dàng hơn rất nhiều so với Mi Band 3. Mi Band 3 thì đúng là mấy lần mình phải mấm môi mấm lợi vào để mình ấn cái sạc của nó vào thì nó mới sạc được. Đấy, rất nhiều lần nó bị trượt ra và thậm chí là mình cứ nghĩ là cái sạc nó hỏng, nhưng mà đối với cả Mi Band 4 thì nó không xảy ra cái điều này. Chúng ta chỉ việc nhấc cái Mi Band 4 lên, chúng ta lắp vào cái sạc này rất nhanh chóng thôi. Đấy. Thêm một cái điểm nữa đó là cái dây của Mi Band 4 này cũng chính là dây của Mi Band 3 luôn, nghĩa là chúng ta có thể sử dụng những cái dây cũ ở trên Mi Band 3 hoặc là những cái dây màu sắc xanh đỏ tím vàng mà trước kia các bạn đã mua cho Mi Band 3 thì các bạn cũng có thể dùng chung với cả Mi Band 4 được. Thì đấy là cái điểm mà mình thấy là Mi Band 4 sẽ rất lợi thế. Rồi tiếp theo nữa nào, về mặt ngoại hình thì sao? Mi Band 4 đã có những thay đổi gì về mặt ngoại hình? Đầu tiên đó là cái màn hình này, cái Mi Band 4 này, nó đã đỡ cong hơn là Mi Band 3. Nó cong theo kiểu 2.5D thay vì cong 3D giống như ở trên Mi Band 3. Tiếp theo nữa đó là ở cái phím Home của nó thì nó không bị lõm vào giống như Mi Band 3. Mi Band 3 thì nó lõm vào rất là nhiều, còn ở trên Mi Band 4 thì nó không bị lõm vào. Và tiếp theo nữa nào, nó sẽ có một cái màn hình lớn hơn, và đặc biệt là màn hình của nó là màn hình có màu. Đấy. Với cái màn hình lớn hơn như này thì chúng ta sẽ có một cái diện tích hiển thị thông tin nó nhiều hơn thay vì ở trên Mi Band 3. Đấy là những cái điểm mà nó khác biệt rất là lớn luôn. Tuy nhiên là đối với cả màn hình AMOLED của Mi Band 4 ấy, thì nó có một vấn đề, đấy là khi mình nghiêng đi như này này, nó hiển thị lên những cái màu xám ở bên trong màn hình và nó không phải là cái kiểu là đen hoàn toàn giống như Mi Band 3. Đấy, nên là phần lớn ở trên tay của chúng ta là cái màn hình nó tắt đi nên nhìn nó sẽ không được đẹp mắt bằng Mi Band 3. Đấy là cái cảm giác của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta bật màn hình lên thì nhìn nó đẹp hơn Mi Band 3 rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa nào, Mi Band 4 có hiển thị thông tin luôn về cái thời gian còn lại của pin ở trên màn hình chính luôn. Còn Mi Band 3 thì chúng ta bắt buộc phải vào trong phần cài đặt thì chúng ta mới có thể hiển thị được phần pin ra. Đấy cũng là một cái điểm rất hay của nó. Và nó có thể cho chúng ta thay đổi được rất nhiều mặt đồng hồ khác nhau. Trong khi đó thì Mi Band 3 chỉ cho chúng ta thay đổi được một số các mặt đồng hồ thôi. Thêm nữa đó là cái chức năng của phím Home này ở trên Mi Band 4 nó cũng khác so với cả Mi Band 3. Mình sẽ cho các bạn xem luôn. Cái chức năng của cái phím này chính xác ra thì nó là phím Back chứ không phải là phím Home. Đây, ví dụ mình Back ra một lần thì nó ra cái này, Back ra một lần nữa thì nó ra ngoài màn hình chính. Vậy là đây nói chính xác hơn thì nó là phím Back chứ không phải là phím Home. Còn ở trên Mi Band 3 ấy, thì cái phím này của nó vừa là phím Home mà nó lại vừa là phím tùy chọn, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta ấn giữ im thì là nó sẽ chọn vào mục mà chúng ta cần lựa chọn. Đấy, còn đối với Mi Band 4 thì chúng ta không cần phải ấn giữ im đâu, chúng ta chỉ chạm vào trên màn hình cảm ứng thôi là nó đã có thể chọn được rồi. Về cái độ nhạy cảm ứng ấy thì mình cảm thấy là đối với cả một cái vòng đeo tay như thế này là chấp nhận được. Tại sao mình lại nói là chấp nhận được? Đấy là nếu mà chúng ta vuốt bình thường, vuốt như này thì là được nhá. Nhưng nếu mà chúng ta vuốt nó quá nhanh như này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nó hơi bị khựng nhẹ. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hơi bị khựng nhẹ. Còn nếu mà chúng ta vuốt bình thường thì rất ok thôi. Rồi, đối với cả Mi Band 4, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về những chức năng ở bên trong của nó. Đầu tiên là cái status là nó hiển thị lên cái gì. Đấy, nó sẽ hiển thị lên số bước chân này, rồi là số mét đi được, rồi là lượng calo tiêu thụ trong một ngày. Đây, đấy, ví dụ như trong khoảng thời gian một ngày mình đi rất là ít, đi được khoảng hơn 500 mét thôi. Đấy, thời gian lớn là nằm trên giường. Đó. Rồi tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có phần weather là hiển thị về thời tiết. Đấy, nó có thể báo được thời tiết Hà Nội hôm nay là bao nhiêu độ này. Đấy, rồi là dự báo cho những ngày hôm sau. Đấy, chúng ta sẽ bước theo chiều dọc như này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có notification. Cái này là cái mà mình cần phải chú ý này. Đó là notification của chúng ta thì nó hiển thị được ra đây nhiều thông tin hơn, bởi vì là cái màn hình của nó lớn hơn mà. Đấy, và chúng ta có thể vuốt theo cái chiều dọc này được này. Đấy, đối với Mi Band 3 thì chúng ta phải vuốt theo cái chiều ngang này, còn ở trên Mi Band 4 thì chúng ta vuốt theo cái chiều dọc này. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình cảm thấy bây giờ chưa hài lòng, đó là nó chưa có cái phông chữ tiếng Việt. Nghĩa là nó vẫn bị lỗi phông chữ tiếng Việt. Tiếng Anh thì nó có rồi, tiếng Việt thì nó chưa có. Bây giờ nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Đấy, nhưng mà cái phông chữ tiếng Việt nó vẫn đang bị lỗi.
chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa để nó có một bản firmware khác thì nó mới đỡ bị lỗi phông tiếng Việt. Đấy, đấy là cái điểm mà mình chưa hài lòng, nhưng mà cơ bản là có ngay tiếng Anh thời điểm ban đầu cũng là rất tốt rồi. Mi Band 3 thì không ngay tiếng Anh thời điểm ban đầu đâu. Đấy, Mi Band 3 thời điểm ban đầu chỉ có mỗi tiếng tàu thôi. Còn đối với Mi Band 4 chuyển sang tiếng Anh cũng rất là dễ dàng bằng cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh ở bên trong máy, nghĩa là máy kết nối với cả cái Mi Band 4 này bắt buộc các bạn phải sử dụng tiếng Anh thì nó mới đổi sang tiếng Anh được. Còn nếu mà với bất kỳ một cái ngôn ngữ nào khác thì trên Mi Band 4 nó đều để là tiếng tàu hết. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ phần notification, nghĩa là các bạn sẽ vuốt theo chiều ngang này này, và lượng thông tin hiển thị nhiều mình cũng đã nói rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ có cái phần đo nhịp tim. Thì cái đo nhịp tim của nó hay hơn so với Mi Band 3, đó là nó đo nhịp tim theo thời gian thực. Thì cái này nó khá là giống với cả trên Apple Watch. Tuy nhiên là cái đo nhịp tim theo thời gian thực này thì mình thấy là đôi khi nó không được lâu cho lắm. Nó được khoảng phút để mà đo cái nhịp tim của bạn trong cả phút đó, xong nó lại dừng thôi. Đấy, chứ ví dụ như trên Apple Watch mình để cả mấy phút cũng được. Đấy, đấy là cái điểm khác biệt nhưng mà cũng hay. Rồi là nó có luôn những cái hoạt động thể thao mà chúng ta muốn tập, ví dụ chúng ta muốn chạy bộ này, hay là chúng ta muốn tập ở trong phòng tập, chúng ta đi xe đạp này, hoặc là đi bộ, rồi là thể dục thể thao, swimming là bơi nữa, thì chúng ta có thể kích được luôn trên này để mà chúng ta có thể cho cái thời gian nó đếm. Đấy, và bắt đầu cái cuộc hành trình của chúng ta. Đấy, GPS available luôn, nghĩa là nó kết nối luôn với cả GPS để mà nó tính xem là cái quãng đường chúng ta đi như thế nào. Đấy, chúng ta muốn thoát ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ giữ im cái phím này. Đấy, và chúng ta sẽ back ra. Ở đây, chúng ta phải tạm dừng lại. Đấy, rồi chúng ta mới back ra. Rồi, cũng rất là hay. Quan trọng thêm một cái điểm nữa, đó là cái phần more này. Cái phần more này chúng ta vào, chúng ta có thể tìm được rất nhiều thứ ở bên trong này. Và đặc biệt nữa là chúng ta có thể điều khiển luôn được trên Mi Band 4, thay vì Mi Band 3 là chúng ta phải vào trong cái app ở bên trong điện thoại. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta có thể điều chỉnh được là bật tắt nhanh cái chế độ không làm phiền ở đây. Đấy, ví dụ như là đêm ngủ chúng ta bật cái này lên để đồng hồ đỡ rung nhiều, đỡ khó chịu đúng không nào. Rồi là chúng ta có thể hẹn giờ luôn ở trên đồng hồ. Đấy, hẹn giờ luôn ở trên đồng hồ luôn, mà không cần phải sử dụng đến phần mềm. Đấy, đối với cả Mi Band 3 bắt buộc chúng ta phải mở phần mềm ở bên trong điện thoại lên chúng ta mới có thể chỉnh được. Thì ở trên Mi Band 4 thì không có cái điều đó. Đấy, rồi là có thể điều chỉnh được nhạc luôn. Cái phần này là phần rất hay, bởi vì là chúng ta có thể điều chỉnh được tăng giảm âm lượng này. Chúng ta có thể điều chỉnh nick bài, chuyển bài, rồi back lại bài. Ở trên Mi Band 3 thì chúng ta không có cái điều đó. Đấy, rồi chúng ta có thể chạy được luôn đồng hồ bấm giờ thể thao. Thực ra ở trên Mi Band 3 nó có, nhưng mà nó phải ấn giữ im cái phím này, nó làm cho chúng ta bị chậm đi mất mấy thao tác. Trong khi đó thì ở trên Mi Band 4 chúng ta chỉ việc chạm vào là xong. Đấy, nghĩa là cái màn hình cảm ứng này nó có thể thực hiện được những cái thao tác ra lệnh rồi. Chứ còn như Mi Band 3 thì cái màn hình cảm ứng của nó chỉ là những thao tác để vuốt chạm thôi, chứ không thể thực hiện được những thao tác ra lệnh. Đấy, các bạn hình dung được rồi gì? Rồi, chúng ta sẽ back lại nè. Đấy, các bạn thấy không? Cái cảm ứng này, đấy, mình sẽ nói luôn cho các bạn luôn. Cái cảm ứng này thì nó ở mức độ cũng khá là bình thường. Tất nhiên là chúng ta phải xem thao tác của chúng ta như thế nào. Đấy, dù là nó cũng sẽ có đếm ngược thời gian các thứ ở đây. Nhưng mà có một cái tính năng rất hay, đó là cái tính năng tìm điện thoại. Cái tìm điện thoại này nó hay ở cái chỗ là ví dụ như bây giờ điện thoại của chúng ta để ở chế độ im lặng mà chúng ta muốn tìm điện thoại chẳng hạn thì rất khó chịu luôn. Chúng ta gọi điện không thấy điện thoại rung lên, cũng không thấy điện thoại đổ chuông thì rất khó tìm. Nhưng mà riêng đối với cái này thì nó có cái hay, đấy là nó có thể tìm được điện thoại kể cả trong cái chế độ im lặng. Ví dụ như bây giờ cái chiếc Galaxy S10 Plus của mình đang để im lặng, nhưng mà nhấn tìm này, các bạn thấy không, nó kêu cực to luôn. Đấy, kêu cực to. Đấy, thì đấy chính là cái điểm mà mình rất hay. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn tìm vòng đeo tay thì sao? Nghĩa là chúng ta muốn tương tác ngược lại từ cái điện thoại đến vòng đeo tay, thì vòng đeo tay nó sẽ không kêu lên được, bởi vì nó không có loa ngoài mà nó chỉ rung lên thôi. Tuy nhiên là cái rung của nó thì nó rất là nhẹ và mình không thích cái điều này một chút nào cả. Đấy, chúng ta cũng sẽ có thanh toán qua Alipay, nhưng mà Alipay ở đây là quét mã QR code. Đấy, nó sẽ quét mã code cho các bạn, chứ không phải là thanh toán qua NFC đâu nhé. Các bạn đừng nhầm là cái đồng hồ này có NFC, nó không có NFC đâu. Đấy, nó sẽ có 3 phiên bản, nhưng mà phiên bản mình cầm trên tay này là không có NFC. Đó, rồi là nó có thể thay đổi được mặt đồng hồ trên này luôn. Đấy, thay đổi những màu sắc ở trên mặt đồng hồ này. Đấy, cũng là một cái khá là hấp dẫn. Rồi là trong phần setting này có điểm rất hay, đó là nó có thể thay đổi được độ sáng. Độ sáng của con này tốt hơn rất nhiều so với cả Mi Band 3. Đấy, chúng ta có thể thay đổi độ sáng. Một là nó tối om như này, hay là nó sáng trưng lên luôn, và ra ngoài trời nắng thì nhìn rất là rõ ràng luôn. Mình đeo một ngày thì chưa thấy xước nhau nhé các bạn nhé.
Đấy, rồi là nó thể bật tắt màn hình khóa lên này. Đó. Thêm nữa nào, để mình xem là nó có thêm cái gì. Nó sẽ có thêm reboot này, rồi là factory reset. Đấy, rồi là có thêm cả về thông tin, về phần mềm các thứ nữa. Đấy, nói chung là với Mi Band 4 thì tất cả những sự thay đổi của nó so với Mi Band 3 là cực kỳ là tích cực. Cái quan trọng ấy là chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ đợi khi nào nó có tiếng Việt mà thôi. Mình ý thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta muốn có một cái vòng đeo tay mà không cần phải chờ đợi tiếng Việt quá lâu ấy, thì chúng ta nên mua những cái sản phẩm vòng đeo tay chính hãng. Đấy, nếu mà vòng đeo tay chính hãng mà nó được bảo hành dài hơn này, rồi là nó có firmware tiếng Việt riêng thì chúng ta cũng nên mua. Nếu mà giá nó đắt hơn khoảng 100,000 thì cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Đó, và cái sản phẩm này thì hiện tại đang được đặt hàng chính hãng tại Cellnet luôn. Các bạn có thể tham khảo qua tất cả những thông tin về cái sản phẩm Mi Band 4 này đặt hàng như nào tại Cellnet và những phần quà đi kèm xem như thế nào nhé. Đó là những cái trải nghiệm cơ bản của mình về Mi Band 4. Nói chung là hài lòng. Đấy, tất cả những điểm yếu gì của Mi Band 3 thì Mi Band 4 nó đã khắc phục hết rồi. Mi Band 4 nó sẽ có cái phiên bản có NFC thì nó sẽ có mic ở bên ngoài này. Đấy, một cái điểm rất hay. Có thể là chúng ta sẽ không sử dụng đến NFC. Tuy nhiên là với cái mic ở bên ngoài này, biết đâu sau này các nhà phát triển phần mềm họ sẽ code lên được để cho chúng ta có thể sử dụng được giọng nói với Google Assistant. Đấy, thì cái điều đó là điều khá hay luôn. Chúng ta có thể ra lệnh giọng nói với đồng hồ để đồng hồ thực hiện các thao tác trên điện thoại thì thực sự là cái đồng hồ này quá đáng mua luôn. À, cái vòng đeo tay thông minh mới là đúng. Đấy. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Mi Band 4? Và theo các bạn thì với những cái cải tiến đó, Mi Band 4 có xứng đáng với cả cái số tiền mà chúng ta bỏ ra hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.